ngày hội việc làm chỉ để nhận quà và cộng điểm rèn luyện. Ngày hội việc làm được tổ chức nhằm mục đích tạo cơ hội cho sinh viên tiếp cận, tìm kiếm việc làm và giúp các doanh nghiệp tuyển dụng nhân sự phù hợp. Tuy nhiên, không ít người cho rằng sinh viên tham gia chỉ để check-in, nhận quà và điểm danh lấy điểm rèn luyện. Thực tế thì như thế nào? Khi đến ghi nhận tại ngày hội việc làm được tổ chức tại các trường đại học, cao đẳng, không khó để bắt gặp những hình ảnh sinh viên xếp hàng đông nghẹt trước những gian hàng doanh nghiệp có tổ chức trò chơi đi kèm nhiều phần quà hấp dẫn. Trần Phương Cảnh, sinh viên trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức, cho biết đến ngày hội việc làm và đi hết các gian hàng xem chỗ nào có phần quà hấp dẫn là dừng lại để tìm hiểu cách thức nhận quà. Cảnh giải thích, vì mình mới học năm nhất chưa có nhu cầu tìm hiểu việc làm nên chỉ đến chơi thôi. Đặng Anh Nhật, sinh viên trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, mình ghé vào gian hàng của doanh nghiệp để chơi trò chơi, nhận quà là chính, còn tìm hiểu về việc làm là phụ vì chưa cần thiết. Sau mỗi ngày hội việc làm, thứ mình mang về đó là gấu bông, bình nước, sổ tay, bút. Bên cạnh đó, một số sinh viên có mặt tại ngày hội việc làm chỉ để điểm danh cộng điểm rèn luyện. Nhóm bạn của LTL, sinh viên năm nhất trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức chia sẻ, tụi mình đến tham gia ngày hội việc làm mục đích để điểm danh cộng điểm rèn luyện. Sẵn tiện có đó tìm hiểu thêm về một số yêu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp, công ty để hình dung rõ hơn. Chia sẻ với người viết tại ngày hội làm việc rèn luyện việc làm gần đây ở trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức, chị ENNB, nhân viên đại diện cho một doanh nghiệp, cho biết công ty đang chuẩn bị rất nhiều phiếu đăng ký cũng như thông tin về những vị trí cần tuyển dụng. Tuy nhiên, các bạn sinh viên quan tâm không nhiều. Nếu có thì hầu hết là sinh viên mới năm nhất, năm hai, đa số là bạn ghé gian hàng để check-in nhận quà chứ chưa thực sự quan tâm đến các công việc của công ty tuyển dụng. Tuy nhiên, không phải sinh viên nào cũng đến đây đến ngày hội việc làm để nhận quà và lấy điểm rèn luyện. Nhiều bạn trẻ tận dụng cơ hội này để kết nối với doanh nghiệp, tìm kiếm cơ hội việc làm trong tương lai. Chia sẻ mục đích khi tham gia ngày hội việc làm, Võ Phan Hoài Sơn, sinh viên trường Đại học Bách Khoa, Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, mình đến tham gia với tâm thế đúng như mục đích, ý nghĩa mà ngày hội mang lại đó là tìm hiểu về cơ hội việc làm sau khi ra trường của ngành mà bản thân đang học, cũng như yêu cầu từ các doanh nghiệp. Bên cạnh đó, mình vẫn tham gia các trò chơi tại gian hàng của doanh nghiệp vì tìm hiểu việc làm là chính mà lại có quà mang về.